Tôi hát một bài hát rất độc đáo, bài hát Vợ Ghen. Mấy anh là rất là nghề, rất là nổi tiếng, là ca sĩ trên thế giới mà chưa có là bài hát Vợ Ghen. Vợ Ghen là tôi phân dịch sơ sơ thôi. Mình trông cao su thất nhiều để mà dám nghèo, trông kèo chú nhiều để mà dám đói. Làm cán bộ đừng có hụt thuộc hiền, làm cán bộ hiền đừng là hụt ma túy. Đi đâu là bố là vợ chồng phải mặc quần dài, đừng có đi trắc lọc. Nè, khi đi nhậu rồi mà phải về sớm. Bắt đầu. Đó là tùy dịch sơ sơ. Mà tiền dân tộc hay là tiền... Nửa 50 dân tộc hay 50... Rồi, tiền dân tộc ấy. Dùr bơ, nà dùr bơ, à mi bạch dì lửa, bài thơ lăng kì chăng. Anna yun bơ, ami bạch bê răng, bê đơ lên im lặng. Yun bơ, anna yun bơ, bốc bê ôm rượu, và mi mơ cái bài. Về xe máy về tiến trăm hương. Yun bơ, anna yun bơ, ami bước máy bánh, và nhà nước đang giam. Yun bơ, anna yun bơ, ami bị thăm, mấy kiếm lâm đang nhu. Yun bơ, anna yun bơ, mẹ tay gần bộ cha, à mẹ ôm hoa ta phiền. Yun bơ, anna yun bơ, mẹ tay gần bộ hiền, à mẹ ôm ma túy. Yun bơ, anna yun bơ, mẹ sang bắp phiền, mẹ gia đình bần khá. Yun bơ, anna yun bơ, mẹ sang bắp cha, mẹ gia đình bần dội. Hết. Và nghe hiền chị thì là gia đình được khá, mà nghe của cán bộ xã để mình được giỏi. Đừng có uống rượu nhiều, không được ma túy, mắc bệnh tật. Đấy. Dạ cảm ơn gia. À được. Đó là tôi sáng tác bài hát đó. Một bài hát là rất đậm đặc. Mà chỉ có Gia Lai biết được. Còn trên thế giới Trung Quốc, Mỹ cũng chưa biệt bài hát đó. Mời cô uống nước. Dạ. Bài hát cho mình anh nghe. Yeah. Tức là bên Gia Lai cũng có người bương bệnh. Bên Cao Tu cũng có người là nói chung là nhất ly nhi liều. Nếu mà mình đánh bài, không nên đập nhau, không nên đánh nhau. Không nên là nói ăn thịt là có danh dự. Là khi là tôi là đang sáng tác bài hát, tôi đang uống rượu cần, ăn thịt gà. Bắt đầu tôi hát. Đang đánh bài hay nhất trên thế giới, chưa có ai là ngừng rộng những cái bài hát mà tôi sáng tác rất tuyệt vời. Nếu mà anh không tin ý nghĩa, bắt đầu tôi hát nha. Dạ. Dạ. Ba thằng hàm chơi bài, hai thằng cãi đập nhau, một thau cơm thằng thịt gà. Ba thằng chơi dàn, ban nhà và ban cửa, một bữa say rượu cân, mưa suốt đêm buổi chiều. Vài ngày nhậu thịt gà, ba ngày nhậu trứng vịt. Địt cô đứng chọc thằng tàu, thịt người tàu chưa ăn, tàu diệt mày cả nhà. Bà mẹ đừng lo con, diệt người có vinh dự. Đấy, tôi sáng tác thì người bường nhất mà hay giết người, hay đi làm cướp thế này khác. Ai mà giết người mà là cha mẹ vui nhất. Đó là bài hát thứ ba. Còn bài hát thứ tư, Gia Lai thì nói thiệt mà nếu mà có bài hát đó là tôi xin thê luôn ấy. Bài hát là nhà xeo bèo. Nè anh thử nghe tôi sáng tác bài hát rất chuỗi. Yeah. Cái đợt vừa rồi là có dọ lóc dọ xoài, tôi kết hợp với gia đình hộ nghèo. Tháng 10 do xoài nhà nước trợ cấp, thôn trường lập số nhà nước chẹt cho, gia đình cùng lo năm nay sẽ được nhà nước trợ cấp. Gia đình hộ nghèo nhà dột nạt, gia đình xiêu vẹo nhà nước nhiệt tình. Gia đình cảm ơn, gia đình cảm ơn. Tháng 10 do xoài nhà nước trợ cấp, thôn trường lập số nhà nước chẹt cho, gia đình cùng lo năm nay sẽ được nhà nước trợ cấp. Gia đình hộ nghèo nhà dốt nạt, gia đình nhà siêu veo nhà nước nhiệt tình. Gia đình sẽ cảm ơn, gia đình cảm ơn. Nhà nước cho nhà siêu veo mình sẽ cảm ơn. Thấy chưa anh yeah, hay quá, anh, quá. Anh cảm thấy tôi sáng tác có xuôi được không? Yeah. Hay là diễn xuất bài hát được không? Được. Dạ được ông ạ. Lại xin mời xin...